Á hậu Thụy Vân xinh đẹp tái xuất khán giả VTV, xóa tan tin đồn nghỉ việc. Các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức giải trí News. Á hậu Thụy Vân xinh đẹp tái xuất khán giả VTV, xóa tan tin đồn nghỉ việc. Trưa ngày 21 tháng 10, Á hậu Thụy Vân đã quay trở lại dẫn bản tin của Chuyển động 24 giờ. Việc người đẹp quay trở lại dẫn bản tin này đã đập tan tin đồn nghỉ việc ở VTV trong suốt thời gian qua của cô. Trên những tin đồn vô căn cứ đó, Á hậu Thụy Vân từng chia sẻ: "Tôi đang làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên không thể thường xuyên lên sóng như trước kia. Dù không lên sóng nhưng tôi vẫn làm công việc sản xuất các chương trình truyền hình. Hy vọng tôi sẽ sớm gặp lại khán giả trên sóng một ngày gần nhất." Tái xuất với khán giả, Á hậu Thụy Vân diện cho mình chiếc váy trắng thanh lịch cùng với lối trang điểm tông cam nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của nàng Á hậu Việt Nam 2008 được đánh giá là ngày càng thăng hạng. Được biết, Á hậu Thụy Vân làm việc ở VTV đến nay đã được 13 năm. Trước cả thời gian cô đăng quang ngôi vị Á hậu, dù thành danh ở cuộc thi nhan sắc, nhưng Thụy Vân vẫn lựa chọn môi trường ở VTV để cống hiến thay vì bay nhảy như những chân dài khác. Các bạn nghĩ sao về lần comeback này của Á hậu Thụy Vân? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!